Chỉ khi nữ sinh được đi học, đất nước mới được cứu. Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mà tôi biết chắc chắn, con người khi đọc sách, đầu óc mới mở rộng. Mở rộng rồi mới có kiến thức, có kiến thức thì mới có bản lĩnh. Người có bản lĩnh không ai dám ức hiếp. Nam nhân cũng như vậy, nữ nhân cũng như vậy. Đừng nổ súng. Đánh trận cũng khá giỏi. Chúng ta chiến thắng rồi. Hôm qua chúng ta chiến thắng rồi. Các anh em, chúng ta chiến thắng rồi. Chúng ta chiến thắng rồi.